Xin chào các bạn đã quay trở lại buổi show cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả số số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Mình xin thông báo là trên kênh Chí Thanh Vlog của mình ngày 25 tháng 5 thì Lộc đã về đối với kênh. Đài Đồng Nai thì mình dự đoán con số là 65 và thật may mắn khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video trên kênh Chí Thanh Vlog, mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh. Ngày hôm nay, Đài Miền Nam ngày 26 tháng 5 thì mình dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Đài Tây Ninh thì mình dự đoán con số là 44 và 74. Trong khi đó, ba con số thì mình dự đoán con số là 316. Đài An Giang thì mình dự đoán con số 68 và 86. Ba con số thì mình dự đoán con số là 054. Đài Bình Thuận thì mình dự đoán con số là 12 và 52. Lô ba con thì mình dự đoán con số là 551. Các bạn hãy lưu ý những con số mình phanh tròn nha, những con số đó là có thể tỷ lệ ra cao nhất trong ngày, trong tuần. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, ủng hộ và xem những video trên kênh. Mong các bạn tiếp tục theo dõi, chia sẻ, đăng ký giúp cho kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.